1, 2, 1, 2, 3, 4. Vũ Công Trung xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel YouTube của Vũ Công Trung cũng như của trường VQT Music Academy. Và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Vũ Công Trung chia sẻ với các bạn một trong những cái phần solo mà các bạn có thể kết hợp giữa giọng trường và giọng thư. Như các bạn thấy rằng là rất nhiều những câu solo hay những cái tác phẩm mà chơi cha người ta thường kết hợp giữa lúc thì chuyển sang trường, lúc thì chuyển sang thứ. Và đó là cái cách mà các bạn sử dụng những cái hợp âm cũng như là các cái câu solo áp dụng vào trong những cái tình huống này. Và những bạn nào hứng thú với cái phần mà câu solo dành cho kết hợp giữa giọng trường và giọng thứ thì đây là cái video dành cho các bạn. Và như các bạn thấy, ví dụ như Vũ Công Trung đang nói một cách đơn giản là các bạn đang có một cái vòng 251 đây, các bạn thấy đây là của son thứ. Hai của nó sẽ là la, và hợp âm các bạn sẽ có đây là la thứ 7 giáng âm 5. Từ đó rồi sau đó các bạn sang hợp âm là re 7. Trong trường hợp này các bạn có thể chơi re 7 alter, tức là có nghĩa sao, các bạn trong trường hợp thay vì chỉ chơi là re 7, các bạn có thể chơi với cả re 7 alter, có nghĩa là các bạn có thể chơi với cả bậc 9 cộng chẳng hạn. Đây là bậc 9 cộng và bậc 5 cộng lên. Trong trường hợp đó người ta gọi là alter. Và sau đó các bạn về hợp âm là son thứ 6. Thay vì các bạn chơi về là son thứ 7 thông thường, chơi về son thứ 6. Đó là cái vòng 251 của trên son. Và đó cũng là cái điều quan trọng mà khi các bạn tập với cả từng cái bước từ lý thuyết cho đến vấn đề thực hành. Khi các bạn nắm được các cái scale degree trong mỗi một cái giọng, có nghĩa là đây là son thì bậc 2 các bạn sẽ có những hợp âm gì, và nó sẽ phải dựa trên cái dấu hóa của mỗi một cái giọng đó. Đâm ra khi các bạn đang chơi đây là ví dụ như bậc 2 bạn trên la đây, thì các bạn sẽ biết ngay là các bạn sẽ có hợp âm là la thứ 7 giáng âm 5 ví dụ như vậy chẳng hạn, thay vì các bạn lại chơi là hợp âm là la thứ 7 đây. Đó là những cái mà Vũ Công Trung muốn chia sẻ cùng các bạn giữa lý thuyết và kết hợp thực hành vào cùng với nhau. Và như các bạn thấy trong cái câu solo này có thể nói rất là đơn giản, như các bạn thấy là hợp âm đầu tiên các bạn đang có là la thứ 7 giáng âm 5. Các bạn đang có như thế này. Rồi sau đó cái câu solo nó như thế này là. Rồi lên đây là về hợp âm là re 7. Các bạn chơi hợp âm re 7 đơn giản trước. Rồi sau đó các bạn vào hợp âm là son thứ 6. Và một lần nữa các bạn thấy khi cái nốt này mình đang chơi là nốt pha thăng ở đây. Đấy lý do tại sao trong trường hợp này mình chơi là son thứ 6 mà thay vì mình chơi là thì mình sẽ có cái quãng này va chạm vào nhau rất là nhiều. Chính vì vậy hầu như tất cả những cái vòng 251 cái hợp âm sau cùng người ta thường chơi là trở về là bậc 6. Và sau khi các bạn đã nắm được cái câu solo là rất là đơn giản đúng không? Và cái bước kế tiếp rằng là các bạn sẽ phải chơi những cái hợp âm này như thế nào bên tay trái khi các bạn đang solo bên tay phải. Và một lần nữa, đây cũng có thể nói là một trong những cái kỹ thuật mà Vũ Công Trung giới thiệu trong cái khóa học là Piano Jazz cơ bản trong 8 tuần. Và trong những cái tuần vừa rồi thì những cái bạn đang tập đã hỏi Vũ Công Trung rất là nhiều về các cái thế bấm cũng như các cái câu solo này. Và các bạn thấy là cái bước đầu tiên khi mà các bạn mới bắt đầu tập với cả Piano Jazz thì rất nhiều bạn vẫn còn lung tung với cái việc là mình phải chơi rất là nhiều nốt bên tay trái trong khi đó tay phải mình đang solo. Thì bước đầu tiên các bạn có thể chơi, ví dụ như cái tay trái các bạn đang chơi là la thứ 7 giáng âm 5. Các bạn có thể chỉ cần chơi là la son bên đây, và cái việc các bạn chơi như này, la son bên đây. Về hợp âm re 7 các bạn chỉ cần chơi là đô và pha, hay các bạn cũng có thể chơi là re và pha được, cũng hoàn toàn tốt. Rồi sau đó các bạn về hợp âm là son thứ 6, các bạn chỉ cần chơi là son và mi ở đây. Và ví dụ như các bạn đang kết hợp vào như vậy thì các bạn sẽ thấy này. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Như vậy các bạn đã có cái khái niệm là chơi rất là đơn giản bên tay trái và mình kết hợp cùng với cả cái câu bên tay phải vào đây. Và cũng giống như vậy, khi các bạn đã chơi tốt rồi thì mình sẽ bắt đầu nâng cao cái phần thế bấm của mình bên tay trái lên.
Và đây là trên giọng thứ, và nếu mà 251 trên giọng trưởng, ví dụ như là cũng đây đang là son, nhưng bây giờ mình thay vì là chơi về son thứ, mình sẽ chơi về là son trưởng, đúng không? Thì 251 của son trưởng như các bạn thấy, mình sẽ phải biết ngay đến là cái scale gì khi các bạn chơi với giọng gốc của nó đang là son trưởng, sẽ có là son đây. Và đương nhiên bạn sẽ thấy là khác hoàn toàn, vì bởi vì trong trường hợp này son trưởng sẽ có một dấu pha thẳng. À, như vậy là cái dấu hóa nó thay đổi. Trong cái đó son thứ mình đang có si dáng và mi dáng. Chính bởi vì vậy trong trường hợp này 251 của son trưởng mình sẽ chơi là la thứ 7. Sau đó các bạn về hợp âm là re 7, rồi trở về lại âm là son 7 trưởng. Và trong trường hợp này vũ trung đang chơi có bước 9 đây. Hoặc là các bạn có thể chơi là son 6 ở đây cũng hoàn toàn tốt. Son 7 trưởng hoặc là son 6 hoàn toàn tốt. Trong trường hợp này mình đang chơi là son 7 trưởng cho các bạn. Và cái câu solo này như các bạn thấy là ví dụ như mình đang chơi tay trái rất là đơn giản, giống như cái kỹ thuật ban đầu mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn là la và son đây. Trong khi đó các bạn chơi bên này là, các bạn thấy không? Như vậy đây là câu solo thứ hai mà đang dành cho son trưởng. Và sau khi đó các bạn kết hợp lại hai câu vào với nhau thì các bạn sẽ thấy được là 251 rồi về 251 của son trưởng. Ngay bây giờ mình thử kết hợp lại cùng với nhau và mình sẽ chơi chậm trước để các bạn nghe thấy cái sự kết hợp giữa câu solo của 251 trên một giọng thứ, rồi sau đó kết hợp với cả câu solo của 251 cho giọng trưởng. Và những bạn nào lần đầu tiên đang tham gia channel YouTube này của Vũ Công Trung thì có thể nhấn vào nút subscribe cũng như là nhấn vào nút chuông để nhận được những cái video hàng tuần mà Vũ Quang Trung chia sẻ. Và một lần nữa, những bạn nào hứng thú với cái khóa học Piano Jazz cơ bản live cùng Vũ Quang Trung trong 8 tuần, đây là khóa học mà live và trong 8 tuần rút ngắn thời gian của các bạn, có thể nói là cả năm trời, về lý thuyết, về phương pháp luyện tập, từng bước đầu cho tới khi các bạn bắt đầu áp dụng những cái câu solo trên mỗi một hợp âm, thì các bạn hãy nhấn vào link bên dưới để đăng ký. Và cái ngày ghi danh sẽ hết hạn vào ngày 25 tháng 6 trong cái nhóm thứ hai mà học về cái piano jazz cơ bản này. Và bây giờ để trở lại với cái câu solo kết hợp giữa giọng thứ và sang giọng trưởng thì các bạn sẽ thấy. Hiện giờ Vũ Công Trung chưa chậm trước cho các bạn thấy này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là 251 của son thứ. Mình sẽ có như thế này là 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vừa rồi thì các bạn đã có khái niệm là khi kết hợp lại cùng với nhau. Nhưng khi các bạn lên một cái trình độ cao hơn thì đương nhiên tay trái các bạn có thể chơi một số các cái thế bấm tương đối phong phú hơn. Ví dụ như trong trường hợp này, ví dụ các bạn thấy là la thứ 7 giáng ngân 5, thay vì các bạn chỉ chơi là la và son. Trong trường hợp này ví dụ các bạn chơi như này là 1, 2, 3, 4, 1, 2. Các bạn thấy không? Trong trường hợp này mình sẽ chơi là la thứ 7 giáng ngân 5 như thế này. Rồi sau đó mình sẽ về đây là re 7. Trong trường hợp này mình chơi là re pha thăng và đô. Các bạn chơi là một số bạn nữa muốn chơi là cái re 7 alter, các bạn có thể chơi này. Các bạn thấy không? Các bạn nghe thấy cái hợp âm nó hoàn toàn thay đổi đi rất là nhiều. Ví dụ các bạn đang chơi là 1 2. Các bạn thấy không? Rồi các bạn về đây là son thứ 6, thay vì mình đang chơi là chỉ có son và mi đây. Trong trường hợp này mình đang chơi là, và trường hợp này cái chord này, cái hợp âm này mình sẽ có thêm bậc 9 đây. Và sẽ có là thay vì chỉ là son thứ 6 và mình thêm có thêm bậc 9 ở đây nữa. Các bạn thấy không? Và là, và một lần nữa cho các bạn thấy rằng là Vũ Công Trung đang đưa ra cho các bạn thấy từng bước một, tức là ngay kể cả khi các bạn mới bắt đầu tập piano jazz thôi, các bạn cũng có thể bắt đầu chơi được. Cái điều quan trọng nhất mà Vũ Công Trung luôn luôn chia sẻ cùng các bạn đó chính là phương pháp luyện tập và làm sao để đưa cho các bạn hiểu từ lý thuyết sang đến phương pháp luyện tập. Cái đó giúp cho các bạn rất là nhiều. Thay bởi vì mình đang chỉ tập một câu hay tập trong một cái tip không thôi thì mình sẽ không có tiến bộ nhanh được hơn sau mỗi một tuần hay là sau mỗi một tháng hay sau mỗi một năm nhé. Và bây giờ nếu như mình kết hợp lại hai cái câu solo lại với nhau thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Mình đếm này. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
một lần nữa thì Vũ Ung Chung đang chơi những cái thế bấm tương đối nâng cao hơn so với lúc đầu và các bạn đang thấy. Và cái tempo, tức là cái nhịp mình sẽ chơi nhanh hơn một chút xíu. Các bạn chơi là 1, 2, 3, 4, 1, 2. Và một lần nữa các bạn không thấy rằng là không phải chỉ mình chơi đúng với cả nhịp, mà các cái câu nhấn nhá lên và tất cả những cái điều này Vũ Ung Chung đều chia sẻ cùng với các bạn trong cái khóa học là Piano Jazz cơ bản. Và bên cạnh cái khóa học live đó thì trong tương lai thì Vũ Ung Chung sẽ tạo ra những cái khóa học như vậy cho trên video. Nếu như các bạn hứng thú trên video, các bạn cũng có thể tham gia những cái khóa học đó. Và một lần nữa, cái khóa học này sẽ giúp cho các bạn rút ngắn thời gian của cả năm khi các bạn phải tập trên lý thuyết, trên kỹ thuật. Trên lý thuyết, trên kỹ thuật, và bạn sẽ phải có rất là nhiều những câu hỏi. Và Vũ Ung Chung sẽ là người giúp cho các bạn trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn từ trước tới giờ về các phương pháp luyện tập. Và như các bạn thấy, bên cạnh khi các bạn đã có những câu nhấn nhá, việc kế tiếp các bạn cùng phải chơi với cả swing feel. Và Vũ Ung Chung nhớ nhầm, khi các bạn tập về cái swing feel, khi các bạn nói đến cha có nghĩa là phải tập được, phải chơi với cả swing feel. Tức là cái swing này nó nằm trong cái module, tức là của cái tuần thứ 7 khi mà các bạn đang tập cái này. Ví dụ các bạn thay vì chơi cái trên là như này là 1, 2. Cho dù là các bạn chơi rất chính xác nốt, chơi rất là chính xác các hợp âm là 1, 2, 3, 4, 1, 2. Thì các bạn nghe thế, các bạn không có cảm giác là cái câu solo rồi các bạn có cái gì đó cha, bởi vì nó không có chơi được swing. Chính bởi vì vậy, đâm ra là swing feel là một trong những điều rất quan trọng về rhythm. Vì bên cạnh là các cái câu solo, các cái scale, các cái hợp âm là các cái chord, thì bước kế tiếp các bạn phải chơi được với swing feel. Ví dụ các bạn chỉ nghe thấy mình có những điểm nhấn và chơi với swing feel, thì cái câu solo các bạn sẽ nghe thay đổi. Nào, câu solo 1, Vũ Ung Chung đang chơi cùng với cả việc không chơi với swing feel, chơi với cả, có thể nói là chơi rất bình thường, và sau đó mình chơi với swing feel để cho các bạn có cảm giác là sự khác nhau. Ví dụ mình chơi như này, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Như vậy các bạn đang chơi với cả bình thường, tức là cái nhịp là 8th note, tức là giống như là pam 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 rất đều. Và bây giờ mình chơi thử với swing feel. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Và Vũ Ung Chung tin rằng là các bạn đã nghe thấy sự thay đổi khi mà mình cùng trên một câu solo, cùng trên những cái hợp âm rất là nâng cao, nhưng khi các bạn chơi không có swing feel thì các bạn sẽ thấy như thế nào. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đang theo dõi channel YouTube của Vũ Ung Chung. Nếu như các bạn thấy hứng thú với những cái chia sẻ như thế này, các bạn có thể nhấn vào nút like, các bạn có thể share hay là viết các cái comment xuống cùng với cả Vũ Ung Chung. Vũ Ung Chung xin hẹn gặp lại với các bạn trong cái YouTube của lần tới.